Hoằng pháp lợi sinh chính là phương châm sống và tu hành của họ. Trọn cả đời họ đã sống với lý tưởng cao cả đó. Không gia đình riêng, không tham tư lợi, sống vì lợi ích cho mọi người. Đêm đã về khuya, không gian đã tĩnh lặng hơn. Bây giờ chỉ còn lại thầy Thanh Anh một mình bên chén trà vừa mới pha. Lúc chiều nay, thầy vừa đi đón người thầy của mình là Hòa Thượng Thích Thanh Sam ở viện về chùa Đại Thành. Trong giây phút đầy xúc động ấy, trong lòng thầy Thanh Anh lại dâng lên những cảm xúc khác thường. Nó lạ lắm, ngay cả chính thầy cũng không lý giải được. Thương Hòa Thượng, nhớ Hòa Thượng, tình cảm đó cứ đan xen hòa quyện. Trong những nỗi nhớ da diết bất chợt vô hình, những cơn gió thổi nhẹ len lỏi trong không gian này càng làm cho thầy thêm buồn hơn. Mùi hương của cây hoa mộc bất chợt làm thầy lặng đi. Lấy những tấm ảnh cũ mà ban chiều có cậu Phật tử muốn xin chụp ảnh ra để xem. Những hình ảnh này đã khiến cho những kỷ niệm xưa như ùa về. Tất cả là để nhớ về người thầy của mình, Hòa Thượng Thích Thanh Sam. Những năm tháng thị giả người, vui có, buồn có những kỷ niệm mà cả đời thầy Thanh Anh sẽ không bao giờ quên. Năm tôi 21 tuổi xuất gia, đến năm 92, tôi 22 tuổi thì là tôi quay trở về ở với Hòa Thượng. Và Hòa Thượng rất là rộng lượng, đã đón nhận tôi mà không có một chút do dự nào. Và tôi cảm thấy rất là khâm phục cái sự rộng lượng của Hòa Thượng. Khi tôi xuất gia thì lúc đó tôi còn thể hình còn rất là nhỏ, bé, yếu đuối. Thế và có nhiều người ái ngại. Tôi như vậy thì tu hành gánh làm sao là trách nhiệm của một người sứ giả Như Lai. Thế thì Hòa Thượng lúc đó có nói câu là thiên bất sinh vô lộc chi nhân, địa bất sinh vô căn chi thảo. Ý là trời sinh ra làm người thì không ai là không có lộc, và đất sinh ra cây cỏ thì không cây cỏ nào không có rễ. Điều câu nói đó đã khích lệ động viên tôi rất là nhiều trong con đường tu tập, và lúc tôi có cái sự tự tin, dũng mãnh tinh tấn để mà tu học cho được thành người như Hòa Thượng thường mong đợi. Và trong cuộc sống thì Hòa Thượng cũng thường động viên các đệ tử chúng tôi rất là nhiều. Sáng hôm sau, tại chùa Đại Thành, hôm nay trời bất chợt đổ cơn mưa rất to. Hòa Thượng Thích Thanh Sam đã tân viên tịch. Còn gì đau buồn hơn, còn gì mất mát hơn đối với những người con này. Họ đã vĩnh viễn mất đi người thầy của mình,
người mà đã dành cả cuộc đời mình để lao động và cống hiến cho đất nước, cho dân tộc và cho đạo pháp. Hòa thượng Thanh Sam sinh năm 1929, xuất gia từ năm 13 tuổi tại chùa làng Đông Bình với sư tổ Thích Thanh Hán, thọ giới Sa Di năm 15 tuổi. Năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sức trẻ, Hòa thượng đã tham gia vào ban thuế xã Cao Đức, trực tiếp thu thuế nông nghiệp nuôi quân kháng chiến, đồng thời làm liên lạc cho Hội Phật giáo Cứu Quốc huyện Gia Bình. Vừa vận động nhân dân, tín đồ Phật tử đóng góp sức người, sức của vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng tổ chức Phật giáo Cứu Quốc Gia Bình vững mạnh. Năm 1966, khi giặc Mỹ leo thang bắn phá ác liệt miền Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi tất cả vì miền Nam thân yêu, Hòa thượng đã trực tiếp chỉ đạo một mũi nhọn xung kích dân công xã Cao Đức tham gia chiến dịch thủy lợi đào sông Đồng Khởi tại huyện Gia Lương do tỉnh ủy, tỉnh Hà Bắc phát động. Nói trong Pháp, tôi ở một ngôi chùa nó làm hầm, làm hố chứa chấp, giúp đỡ anh em ẩn nấp. Có khi đưa cả cán bộ không kịp nảy lên trên nóc, trên ban tam bảo, nằm trên đại tự. Mà tôi trong chiến tranh chống Pháp thì cũng bị giặc bắt, cho nó giải sang phản lại, nó tra tấn rất khổ cực. Nhưng mà cũng không khai báo một điều gì, làm nộ bí mật của cơ sở đảng. Phía Tăng Ni, từ các hòa thượng trên đến chúng tôi, phải cố gắng vượt mọi khó khăn để mà hoàn thành cái nhiệm vụ của giáo hội, chịu cam khổ với dân, rồi vận động đồng bào và Phật tử đóng góp mọi mặt để chi viện cho tiền tuyến, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người thực sự là người tu hành rất chân tu, đạo hạnh rất mẫu mực, nhưng người cũng là một công dân rất tích cực, tham gia tất cả những công việc ở địa phương, mặc dù kể cả những lúc về công tác địa phương hay cả những lúc đang tu hành xuất gia, kể cả những lúc mà giữ cương vị chủ chốt trong giáo hội Phật giáo, người vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cụ là một trong số ít giảng viên lão thành của giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, và có thể nói là các cái công tác xã hội cụ tham gia và hoạt động rất là có trách nhiệm, tích cực và hiệu quả. Tôi thấy đơn cử này là cụ đã tham gia 5 khóa hội đồng nhân dân tỉnh và nhiều khóa là tham gia mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cụ tham gia hưởng ứng các khi đợt vận động của mặt trận tổ quốc Việt Nam, thí dụ như là tham gia cái cứu trợ đồng bào bão lụt, tham gia tặng quà cho anh em bộ đội ở biên giới, phản đối cái nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ về cái việc tôn giáo ở Việt Nam, về nhân quyền, cũng tổ chức cuộc meeting để lấy cái chữ ký và lấy cái sự hưởng ứng của tín đồ Phật tử phản đối cái phán quyết của Quốc hội Hoa Kỳ. Nhắc tới Hòa thượng Thích Thanh Sam, vị phó pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch gần đây, có thể nói trong lòng tình cảm của tăng ni Phật tử và của bà con nhân dân, đó là một vị sư được xã hội hết sức kính trọng. Ngài không chỉ ở tuổi cao mà Ngài còn là một cây thạch trụ trong giáo hội ở cương vị phó pháp chủ, chánh thư ký. Và đặc biệt ở đức hạnh, Hòa thượng Thích Thanh Sam là một con người mà khắp trong Nam ngoài Bắc, ở đâu gặp đến Ngài dù chỉ một lần đều nhớ
đó là con người hết sức hài hòa, đôn hậu và chân chất. Trong thời tuổi trẻ, Hòa Thượng Thích Thanh Sam là một trong những thanh niên cứu quốc đã từng cùng với các đội quân đứng lên bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Hòa Thượng cũng là một trong những người gương mẫu với phong trào bảo vệ quê hương, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc. Nhưng với nhân duyên của một người chân tu, Hòa Thượng đã xuất gia đầu Phật sau thời gian Hòa Thượng hoạt động cách mạng. Hết sức đúng với câu của cổ nhân đã dạy, tiến vi quân, có nghĩa là lúc trẻ thì làm vua, làm quan, làm người cầm gươm, đứng ra giữ nước, bảo vệ đất nước. Thoái vi sư, có nghĩa là lúc đã về già, lúc hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở về làm người thầy, làm nhà sư mà dạy đạo đức cho đời. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981. Hòa Thượng luôn là thành viên tích cực và tham gia vào hội đồng trị sự nhiều nhiệm kỳ với nhiều trọng trách ở các ban chuyên môn ở Trung ương. Đồng thời, Ngài luôn là trụ cột trực tiếp lãnh đạo Phật giáo tỉnh Hà Bắc trước đây và Bắc Ninh sau này. Cuối những năm đầu thập kỷ của 21, thế kỷ của 21 này thì Phật giáo Việt Nam đã miền Bắc là chịu cái sự thiệt thòi rất lớn, bởi vì các bậc cao tăng thạc đức đã vắng bóng rất nhiều. Hòa Thượng Thanh Sam cùng với Hòa Thượng Thanh Tứ và một số các ngài còn lại cho cùng với Đức Pháp Chủ bây giờ đã là bóng cây đại thụ che chở và dạy bảo cho Phật giáo Việt Nam các lớp thế hệ tượng đương đại, mà chúng tôi trong đó cũng được nhờ công đức của Ngài dạy bảo trong cái công việc hoằng thiện truyền Phật Pháp và thừa hành Phật sự. Đối với đạo Pháp, Hòa Thượng là người có đóng góp hết sức quan trọng. Từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng đã là trưởng ban trị sự Phật giáo của tỉnh. Trong quá trình phát triển của giáo hội, Hòa Thượng dần trở thành vị lãnh đạo, làm phó chủ tịch hội đồng trị sự, rồi làm phó pháp chủ, chánh thư ký, là những vị trí hết sức lớn trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ở đâu Hòa Thượng cũng chỉ dạy mọi người một câu hết sức nôm na, chân thành mà sâu sắc, đó là nhớ sống có đức. Nhớ sống có đức là câu của người tu đạo phải cao lắm mới dám nói với người khác, và cũng là câu mà người phải thể hiện được thành quả nhiều lắm mới nói với người khác. Cụ còn nói câu rất vui: xưa các bậc minh quân thời Đinh có hoàng đế Đinh Tiên Hoàng, thời Lý có đức vua Lý Công Uẩn, thời Trần có đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các ngài đều dạy dựng đạo mà tạo đời. Và cụ giải thích hết sức hoan hỷ ở chỗ đạo chính là cái giá trị của đạo đức, giá trị nhân bản của việc làm người. Đạo chính là nhân, là quả của cuộc sống mà mỗi con người khi sống phải biết tránh điều ác, làm điều thiện, tránh điều xấu, làm việc tốt. Còn đời chính là một đời sống xã hội hòa bình, an lạc, mọi người cùng đoàn kết phấn đấu. Và Hòa Thượng nói vui, mục tiêu của đời thế, việc làm của đạo thế, thì thật sự đạo với đời, dựng đạo tạo đời là phải. Cùng trong cái lúc trào lưu bất ước, vận mệnh được thống nhất, 2000 năm truyền thống giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi, các cao tăng kêu gọi cần một sự thống nhất trong toàn quốc, một tiếng nói chung của các hệ phái Phật giáo. Người đã tham gia tích cực cùng với các cao tăng trong toàn quốc để có cuộc vận động để thành lập thống nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào tháng 11 năm 1981. Người có công rất lớn trong vấn đề này, và ta phải hiểu hết được rằng phải những người có nhãn quan chính trị, phải có nhãn quan hiểu biết thì mới hiểu hết được cái tầm quan trọng của cái việc thống nhất này. Với chức trách là phó trưởng ban trị sự lúc đó và sau này trưởng ban trị sự
Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Bắc và sau này trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, thì có chức trách của người phải quán triệt được, phải hiểu được cái tầm đó. Thì nhiệm vụ đầu tiên của người góp vào đó là thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Phật giáo tỉnh cũng như các ban đại diện Phật giáo ở các huyện. Đây là vấn đề quá khó khăn. Qua từng kỳ đại hội, người với tấm lòng của người, với nhiệt huyết của người và với trách nhiệm với xã hội, dần dần Hội Phật giáo tỉnh Hà Bắc trước đây và Bắc Ninh hiện nay càng được kiện toàn. Suốt một đời, Hòa Thượng sống hết sức bình thường, dung dị, siêng năng, chăm chỉ, nhu hòa, nhẫn nhịn. Tuy nghiêm khắc với bản thân, nhưng lời nói và việc làm luôn chi hành hợp nhất, hết lòng phụng sự Tam Bảo, nên hạt giống Bồ Đề luôn giữ trọn trong tâm. Cho dù thế sự đổi thay, nhưng niềm tin nhân quả vẫn tròn đầy như ngày sơ tâm học đạo. Đời sống tu hành có lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng Hòa Thượng vẫn an bần thủ đạo. Hòa Thượng thì là một con người rất là dung dị trong cuộc sống đời thường, cũng như trong cách ăn mặc. Nhưng mà Hòa Thượng ngược lại, Hòa Thượng rất nghiêm khắc trong cái việc mà răn dạy đệ tử học Phật, và cụ thường hay dạy chúng tôi là tu hành là phải giữ gìn giới pháp làm đầu. Hòa Thượng nói là phải có công mới trồng được cây đức, và Hòa Thượng cũng căn dặn là tiến thí lan tiêu, về tu tập thì để cho những người Phật tử người ta nương vào. Người rất nghiêm khắc với bản thân nhưng rất bao dung, rất hòa đồng với anh em đồng đạo, rất gần gũi và với quần chúng, rất thẳng thắn đối với những sai lầm người khác và nghiêm khắc với mình. Cái tư tưởng tu thân tích đức của Hòa Thượng nó là một tấm gương cho các hàng giáo phẩm, rồi tăng ni, Phật tử và cả quần chúng nhân dân phải noi theo. Vai trò chủ trì của Hòa Thượng cũng lại toát lên một người trụ trì đức hạnh, am hiểu tinh thông về giáo lý giáo luật, về các nghi lễ Phật giáo, các lễ hội, cách tổ chức điều hành. Đây là một cái nét rất đặc sắc của Hòa Thượng. Cụ Hòa Thượng Thích Thanh Sam ấy, thì một điều nổi bật là có cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái nghĩa vụ công dân với lại cái đạo đức, cái nếp sống của một vị ở trong thiền gia, mà nó thể hiện tiêu biểu nhất. Tôi còn nhớ mãi một cái hình ảnh mà cụ là người là thực hiện cái giáo lý lục hòa của nhà Phật rất là sâu sắc và rất là hiệu quả. Trong giáo hội thì cũng có nhiều người có tính nét nó cũng không giống nhau, nhưng cụ hòa hợp được tất cả các cái cá tính của mọi người ở trong giáo hội, đặc biệt là trong cái ban trị sự. Cụ nói tôi là tính cụ này thế này, tính ông kia, nhưng mà nhiều khi là cụ phải hòa hợp để đạt tới cái chung nhất là cái giáo lý lục hòa của đạo Phật. Cái đấy là có lẽ là hiếm có một cái hòa thượng nào mà được như Hòa Thượng Thích Thanh Sam. Tôi được cái là có nhân duyên vào với chùa, thì là những năm gần đây thì là được nhân duyên thị giả cụ vào giặt rũ cơm nước hàng ngày đời thường cho cụ. Đấy, thì cụ ăn thì những bữa ăn hàng ngày thì rất chi là đơn giản, chỉ có cơm với đậu trắng với cà. Còn về quần áo thì cụ cũng không cầu kỳ, chỉ có là ngày áo vàng bình thường này rồi 2-3 bộ thôi, chứ không quá cầu kỳ, cụ rất chi là đơn giản. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu não nùng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, kia kìa ngọn cỏ giọt sương đông. Cuộc sống và vạn vật quanh chúng ta từng giờ từng phút luôn luôn biến đổi theo không gian và thời gian, không có gì tồn tại vĩnh viễn.
đó chính là vô thường. Hòa thượng Thanh Sam đã dành cả đời mình để học hỏi và tu tập, đem tình yêu thương san sẻ với mọi người bằng trái tim hiểu biết của thầy. Đặc biệt với thầy Thanh Anh thì Hòa thượng Thích Thanh Sam là người khai sáng cuộc đời thầy, giúp thầy hiểu về chân thiện mỹ, giúp thầy xây dựng tình yêu thương, xây dựng lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả mọi người xung quanh mình. Và những lời dạy của Hòa thượng sẽ luôn là kim chỉ nam trong con đường tu tập của người con Thích Thanh Anh. Tôi cảm nhận Hòa thượng đối với tôi như một người cha, chứ không phải là chỉ là một người thầy không. Và Hòa thượng thường hay nói với mọi người là cái thằng Anh ấy nó bé nhưng mà nó rất thông minh và rất ham học hỏi. Và tôi cảm thấy rất là trân quý cái tình cảm đó của Hòa thượng. Trong những thời gian mà tôi được lân cận, lân mẫn Hòa thượng, thì giả Hòa thượng, thì tôi học được rất nhiều điều từ những uy nghi, hành trụ tọa ngoại của Hòa thượng, từ thân giáo, khẩu giáo của Hòa thượng. Thế mà trong những năm tháng đó thì tôi cũng được thân cận và được học hỏi, cũng như là được Hòa thượng chỉ bảo rất là nhiều. Đã là người đi xuất gia thì phải lấy luật Phật làm đầu. Và quan trọng nhất là xa di luật, cố thế cảnh sách, lễ lạy tọa thuyền. Thuyền mà không có luật thì không an trụ được. Đã tu hành là phải giữ đúng luật pháp của Phật dạy, các tổ truyền cho những điều đó, những kinh đó để mà học tập, để cho truyền bá hậu nai.